Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 19 tháng 4 năm 2024, trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn biết được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2. Hiện tại thì mình đang đứng trên nút giao quốc lộ 57B, địa phận của thành phố Bến Tre. Hôm nay thì mình thấy là các đơn vị thi công đang tập kết máy móc cũng như là vận chuyển vật tư thiết bị vào công trường cầu Rạch Miễu 2 rất là nhiều, nhất là ở ngay tại nút giao 57B này thì các đơn vị thi công đang tiến hành cấp phối đá dăm. Mấy hôm trước thì quý vị khán giả thấy chỗ này là còn cát rất là nhiều, cái công tác gia tải đi thì sau khi mà gia tải xong thì các đơn vị thi công đã tiến hành dỡ tải rồi, và hôm nay thì mình thấy là phía bên dưới cái nền cát đó thì bằng phẳng rồi, xe lưu làm việc ha, cán bằng phẳng hết trơn rồi, rất là đẹp. Vậy thì quá trình làm việc của các đơn vị thi công sáng hôm nay như thế nào, quá trình gác dầm ở phần đường dẫn phía bên cồn Thới Sơn hôm nay đã gác được ở những nhịp nào rồi, thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nhé. Thank you.